Xin chào anh em, đây là MGN Esports. Như vậy là giải đấu Liên minh huyền thoại cấp cao nhất khu vực Việt Nam VCS mùa xuân 2021 đã kết thúc tuần thi đấu thứ hai rồi. Nếu như trước khi mùa giải năm nay diễn ra và cả khi tuần khai mạc VCS kết thúc, MGN tụi mình luôn mong chờ đây sẽ là một chặng đua cực kỳ hấp dẫn với Liên minh huyền thoại Việt Nam trong năm mới. Chắc anh em cũng có cùng suy nghĩ như vậy mà đúng không? Nhìn vào lực lượng của tất thảy 8 đội tham dự, tất cả đều quá sáng giá và có chất lượng đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch VCS. Đó là chưa kể đến một vài ông lớn còn sở hữu dàn đội hình All Star, nhìn thôi đã thấy run tay. Nhưng khi tuần thi đấu thứ hai khép lại, có lẽ anh em chúng ta đã lầm to. Xin lỗi người anh em châu Âu nơi phương xa nếu từng có một lúc lên đồng nào đó, tụi mình gọi LEC là một giải một đội nhé. Thực sự hiện tại, VCS mới là giải đấu một đội và xem giải châu Âu nhiều khi còn sôi động và giàu tính cạnh tranh hơn đấy chứ. Để biết thêm những điều gì thú vị đang diễn ra trong một tuần Gam Esports thống trị VCS, hôm nay anh em cùng MGN Esports khám phá VCS mùa xuân 2021 tuần thứ hai nhé. Có thể chúng ta sẽ rút ra một số bài học cuộc sống đầy sâu sắc và xúc động đấy. Sau hai tuần thi đấu, có lẽ những fan hâm mộ lạc quan nhất cũng phải chấp nhận một sự thật đau lòng rằng Slader và Team Flash đang rất nhớ nhau. Khi siêu sẹo thủ quyết định rời khỏi Team Flash lúc đang trên đỉnh vinh quang để gia nhập Secret, cộng đồng yêu thích Team Flash và cả những khán giả trung lập đều không khỏi bất ngờ. Thậm chí đến thời điểm này, người ta thậm chí vẫn chưa hiểu vì sao Slader lại cởi bỏ màu áo cam đen khi mà anh dường như đã trở thành linh vật, à không, được xem như tuyển thủ thương hiệu của đội tuyển hàng đầu này. Hiện tại sau hai trận thua sấp mặt, Slader đang cảm thấy cực kỳ stress và có lẽ rất nhớ Team Flash. Dù góp mặt trong một đội hình toàn sao cực kỳ sáng giá, dư sức cạnh tranh gay gắt cho chiếc vô địch mùa giải năm nay, nhưng những gì Slader và hỗ trợ ruột Combat Lào đem lại chỉ là nỗi thất vọng to đùng. Ở Team Secret, Slader không còn là hạt nhân chính và duy nhất nữa. Ở môi trường mới này, siêu sao thủ VCS phải chia tài nguyên cho những người đồng đội nhiều hơn. Slader cũng không thường xuyên nhận sự quan tâm chăm sóc từ các vị trí đường khác như cách anh từng chơi rất thoải mái ở Team Flash trước đây. Ngày đó, những siêu sao của Team Flash như Jijin, Stark, Yoshino và thậm chí Cường Bể Núi cũng phải thường thi đấu theo thiên hướng hỗ trợ hết mình cho Slader. Nhưng này, Slader phải thi đấu trong bộ khung 4 mũi nhọn, vốn là đặc trưng của Team Secret từ lâu. Vô hình chung, cách vận hành đội hình của tập thể Secret đang hạn chế khả năng gánh team hạng nặng từ Slader và khiến màn hợp đồng bom tấn này vô cùng tù trong những trận đấu vừa qua, dẫn đến bộ đôi đường dưới Slader Combat Lào bỗng trở nên hài hước đến lạ lùng. Cặp đôi Slader Combat Lào thường được biết đến như hai mảnh ghép đáng sợ Rush Hour và đã đánh bại Gam Esports để lên ngôi vương VCS trong kèo đấu không một ai nghĩ họ sẽ thắng thuyết phục như vậy. Giờ đây Slader và Combat Lào như trấn thành Trường Giang trong màu áo mới Team Secret. Đối với Team Secret, đây là mùa giải họ phải vô địch, nếu không thì đó có lẽ là kết quả thất bại nhất trong lịch sử đội tuyển này. Cũng phải thôi vì lực lượng Secret năm nay là cực kỳ chất lượng. Họ đã bỏ ra rất nhiều công sức để mang về Slader và tái hiện bộ đôi đường dưới bá chủ Việt Nam một thời, đồng thời vẫn giữ chân thành công các trụ cột đã gắn bó khá lâu với đội. Thế nhưng kết quả mà ứng viên nâng cúp số 1 có được sau hai vòng đấu đầu tiên là hai trận thua ngược và những màn trình diễn quá kém cỏi. Bỏ qua yếu tố tâm linh, thực chất cách chơi truyền thống của Team Secret từ lâu đã là một vấn đề đối với tham vọng vô địch của chính họ. Như đã nói, Secret luôn ra trận cùng 3-4 mũi nhọn tấn công trong đội. Điều này tưởng chừng như là rất tốt vì những tuyển thủ trẻ đầy nhiệt huyết của Secret sẽ có hàng tấn sát thương và ai cũng có thể gánh team bằng đôi tay siêu to để kỹ năng điều luyện. Nhưng đến khi rơi vào thế khó, hoặc gặp những đối thủ ngang trình ở trên, ai sẽ là người sẵn sàng chấp nhận nhường tài nguyên cho chủ lực tốt nhất? Và ai mới là chủ lực tốt nhất trong số những mũi nhọn gánh đội của Secret? Đó chính là vấn đề muôn thuở mà Team Secret luôn phải đau đầu tìm cách giải quyết trong bao mùa giải qua. Dĩ nhiên đến nay, họ vẫn chưa chữa bệnh thành công và những đứa trẻ mãi là những đứa trẻ. Với lực lượng đội hình cực kỳ tiềm năng, đặc biệt với sự có mặt của siêu xạ thủ Slader, Secret lẽ ra phải ở một vị thế cao hơn hiện tại. Để đáp ứng kỳ vọng to lớn từ những người hâm mộ đã chờ đợi vinh quang quá lâu, tập thể Secret cần get low, hạ cái tôi xuống và nghiêm túc thay đổi cách gắn kết đội hình và những siêu sao mới của họ. Trước khi đạt thành công mục tiêu đó và xóa bỏ lời tiên tri của Pelu, đây vẫn sẽ là một mùa giải khó khăn đối với đội tuyển đổi tên nhiều nhất lịch sử VCS. Nếu như đứa con cưng Slader đang khốn đốn ở phương trời mới, thì người mẹ hiền Team Flash cũng không sung sướng gì mấy. Slader có lẽ đang rất nhớ Team Flash, và Team Flash ngoài nhớ Slader còn nhớ luôn nhiều người khác. Vấn đề hiện tại của Flash không nằm hoàn toàn ở vị trí xạ thủ, vì Diff Kid, người được chọn để thay thế Slader, ngoại trừ đêm say rượu say đòn chưa gam ra thì máy khổ Quảng Trị bắn vẫn mượt, nhưng súng thì bắn trong tuyệt vọng, mãi nó cũng gãy nòng thôi. Điểm yếu lớn nhất của Team Flash đến từ các vệ tinh quay xung quanh xạ thủ chủ lực của họ, những tuyển thủ đang gặp những hạn chế khổng lồ. Meliodas sau 3 mùa giải thi đấu đỉnh cao dường như vẫn chưa thể đổi mới lối đi rừng của mình. Khi đồng đội có lợi thế, Cuồng Long cũng sẽ theo đà mà san bằng tất cả. Nhưng khi cả đội lạc lối, Meliodas lại không biết làm thế nào để vực dậy những người anh em, để rồi sau đó ngủ luôn trong chính khu rừng dù bên ngoài không hề có hoàng tử.
Phong cách chơi quá dễ đoán của anh thực sự đang làm hại team Flash, khiến nhà đương kim vô địch vốn đã loay hoay với đội hình mới, nay lại càng tù hơn cho các phương án đột kích. Điều tương tự xảy ra với Paketamin ở đường giữa với một bể tướng quá hạn chế, thế là Flash chỉ còn một ngòi nổ đột biến duy nhất là Palette. Chắc kèo là không đủ để giúp lối chơi chung của đội trở nên sáng sủa hơn và mang về những điểm số cần thiết. Như một điều hiển nhiên, nhà đương kim vô địch VCS đang xây chắc một vị trí dưới đáy bảng xếp hạng với 3 trận thua liên tiếp, trong đó có 2 thất bại siêu nặng nề khi bị Gam và SBTC hủy diệt không thương tình. Càng khó khăn hơn gấp bội khi DiffKid và đồng đội xảy chân trước toàn những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch, rồi đến tân binh mới nhú G-Media, Luxury cũng bán hành được cho Flash luôn. Đến thời liêu còn phải thừa nhận rằng mùa này No Hope mùa sau làm lại, thì MGN xin chia buồn cùng anh em fan cứng team Flash luôn. Sau tất cả, có lẽ Flash vẫn chỉ là một phép bổ trợ mà thôi. Flash gì sáng tiếng Anh là gì? Tắc biến. Trái ngược với cuộc đua chịu hạng cực kỳ hấp dẫn ở nửa dưới, thì tại phần trên bảng xếp hạng, có một đội đang hơi cô đơn và lạnh lẽo vì ở trên đỉnh cao quá cao, đó không ai khác là Gigabyte Adonis Money Esports, hay còn được biết đến với cái tên gọi Gam vĩ đại. Thực chất thì kết quả 3-0 trắng sau 3 vòng đấu không phải là quá bất ngờ đối với tổ chức giàu truyền thống bậc nhất lịch sử Liên minh Huyền thoại Việt như Gam. Nhưng cách biệt đội áo vàng đen hủy diệt từng đối thủ mới khiến người ta muốn trao cúp. Trước khi mùa giải năm nay bắt đầu, mấy khán giả coi thì hết 100 người thấy Gam yếu đi hơn trước. Sau hàng loạt vụ lùm xùm bên lề dính dáng đến vấn đề tiền bạc, Money Esports còn liên tục mất đi những ngôi sao lớn. Mùa hè năm trước là Ma Vương, nay đến cả Slay và Địa 1 cũng dứt áo ra đi để gia nhập băng đảng SBTC. Rất may cho Gam khi họ giữ lại được cặp đôi Levi và Kiaya, vốn đã dần trở thành các tuyển thủ thương hiệu của đội. Từ đó tạo tiền đề để ban lãnh đạo chiêu mộ thêm nhiều cái tên sáng giá khác lắp vào những vị trí còn trống. Lần lượt Bie, Kati rồi Star được Gam mang về nhưng vẫn chưa thể mang lại sự yên tâm và niềm tin cho cộng đồng người hâm mộ. Bie và Kati đã chứng minh được tài năng trong năm trước nhưng vẫn chưa được đánh giá quá cao vì lối chơi của cả hai đa phần là làm nền, ít đột biến. Còn Star chắc chắn là dấu hỏi khổng lồ giữa đội hình Gam. Trong bối cảnh đôi cánh của An Chi Mồi đã gãy, kèo chuyển nhượng của DiffKid thì bị lật ngay phút bù giờ cuối, Gam không còn cách nào khác phải đặt hết niềm tin vào Star. Tuyển thủ vốn chỉ nổi danh nhờ lối chơi hổ báo thiếu cần thiết và chuyến du học đầy bổ ích ở Hàn Quốc. Nhưng ván xì jack này, Gam đã thắng và giờ họ chiếm trệ trên ngôi dẫn đầu với sức mạnh tuyệt đối không thể cản phá. Những tuyển thủ hàng đầu VCS như Levi, Kiaya và Kati vẫn thi đấu cực kỳ xuất sắc tương xứng với đẳng cấp. Trong khi đó, đường dưới của Gam vốn là điểm yếu chí mạng nhiều mùa, nay lại bất ngờ trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhờ sự trưởng thành và xuất sắc của Star và Bie, đặc biệt là cá nhân Star. Cả năm thành viên chơi quá hay, Gam dường như không mấy khó khăn để thi triển phong cách thi đấu vừa tấn công hòa mỹ, vừa đậm chất di chuyển chiến thuật nhờ kinh nghiệm của người đi rừng số 1 Việt Nam Levi. Nhắc lại một lần nữa là số 1 Việt Nam nhé. Với cái đẳng cấp này thì ở VCS không ai đua lại Captain Khánh nữa rồi. Bên cạnh những màn trình diễn hoàn hảo mang lại 3 thắng lợi thuyết phục trước 3 đối thủ cạnh tranh hàng đầu, các thành viên Gam cũng mang lại cho ta khá nhiều những bài học cuộc sống sâu sắc sau khi những trận đấu kết thúc. Levi chắc chắn là tuyển thủ đầu tiên mang văn hóa giải trí bằng rượu chè vốn quen thuộc ở đường phố Việt Nam và trong thi đấu Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp. Hai nạn nhân đầu tiên không để Captain Khánh là DeepKid và mang non Arietti đã liên tục bị ép uống đến bể bụng chết, đồng thời còn bị ăn đấm liên tục từ các vị trí đệ anh Khánh, thế mới dã man. Sau những pha thực hành kỹ năng sống rất chuẩn chỉ của đội trưởng Levi, cả tập thể Gam, thậm chí là nguyên bộ sậu đội tuyển áo vàng đen cũng cho thấy tinh thần chiến đấu vượt khó để bất khuất và kiên cường. Dù gặp rất nhiều khó khăn về mặt tài chính dẫn đến mâu thuẫn hiện kim gay gắt với những thành viên cũ, cũng có thể là một vài tuyển thủ hiện tại trong đội. Tưởng chừng như với gánh nặng trên vai, Gam sẽ dễ đi xa một sải vì tinh thần các thành viên bị ảnh hưởng. Nhưng sau tất cả nỗi đau, tập thể áo vàng đen lại sắm vai gã đồ tể cùng sức mạnh hết sức khủng bố. Từ câu chuyện của Gam đầu mùa VCS năm nay, cộng đồng hâm mộ Liên minh Huyền thoại Việt Nam có thể đúc kết ra một câu châm ngôn đầy ý nghĩa để lấy ra tự thẩm du trong lúc cuộc sống đầu hốp nhất. Khi ta nợ nhất cũng là lúc ta mạnh nhất, Gam 2021 said. Nếu cứ còn giữ phong độ như hiện tại, có lẽ ban tổ chức nên nghiêm túc trao luôn cúp cho Gam đi, chứ đánh đấm gì nữa chỉ mất thêm thời gian của các đội khác thôi. Trong số những cái tên dẫn đầu, chỉ còn Cerberus là chưa đụng độ Gam. Thật ra Cerberus cũng đang chơi rất tốt, nhưng thôi tâng bốc làm gì nữa, vì nhìn đâu cũng thấy thần khuyển ba đầu có cửa, nhưng mà là cửa tử. Cái tên nổi bật cuối cùng trong VCS tuần qua chắc chắn là SBTC Esports, đội tuyển trải qua đủ cung bậc cảm xúc, từ khốn khổ tới thăng hoa nhất. Bước vào tuần thi đấu thứ hai với quyết tâm và độ tự tin cực cao từ mọi thành viên, SBTC cuối cùng lại bị Gam hấp diêm không thương tiếc. Trong một buổi tối mà thầy Ba và thầy Quyền nhận ra căn bệnh thiếu oxy đường thở cũng có thể xảy ra đối với độ tuổi dưới 40. Trận thất bại quá ao trình khiến cho SBTC Esports hiện nguyên hình trở lại streamer Esports và nhận về rất nhiều sự hoài nghi từ cộng đồng fan hâm mộ đông đảo. Những tưởng SBTC sẽ bị sang chấn tâm lý hậu chấn thương vùng kín và tiếp tục đón nhận các thất bại nếu như không triệu hồi Sopet lẫn Huy Biển trở về. Nhưng may mắn cho thầy Ba và đồng bọn,
đối thủ tiếp theo của họ chỉ là phép tốc biến bị đổi sang màu cam, nên xạ thủ quốc tế Seberleb Liberty mới gia tăng được số lượng pentakill và mang vương 2K mới có cơ hội lên tiếng. Dù kết thúc hai vòng đấu đầu tiên của VCS với kết quả khá khả quan, nhưng tập hợp những con người bị sa thải trong MOS SBTC vẫn còn rất nhiều thứ để cải thiện nếu như họ không muốn hai người thể ruột tiếp tục thở oxy mạnh cho các tuần thi đấu sắp tới. Đặc biệt, phân tích viên độc quyền kiêm đội trưởng đội phù hộ ba rọi béo có nhiệm vụ quan trọng nhất trong việc dẫn dắt đàn em đi ăn lẩu với cua hoàng đế nhiều lên nhằm khích lệ tinh thần của toàn đội. Điểm qua một chút về đội hình tiêu biểu VCS tuần 2, Celebrity với cú pentakill mở hàng cho mùa giải năm nay đã xuất sắc có được một vị trí. Sát cánh cùng Celeb là Idol hiếu thứ 3, tuyển thủ vừa gánh Cerberus giành hai chiến thắng liên tiếp vô cùng quý giá. Những vị trí còn lại thì thôi, sao không đưa nguyên đội hình cam thành đội hình tiêu biểu luôn đi. Đó cũng là kết thúc của video lần này rồi. Cuối tuần anh em nhớ theo dõi VCS vào thứ 6, thứ 7 chủ nhật. Xong rồi nhớ đón chờ clip múa quạt tiếp theo trên MGN Esports để nâng cao tinh thần giải trí nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại.